Chào các anh em theo dõi kênh Chính Bước Phần Nét nhé. Anh sẽ hướng dẫn anh em cài cái box ra là trọn vẹn. Thì ở trong cái kênh của mình, cái này mình không muốn nói lại nhưng mà vẫn để cho anh em xem. Tức là anh em mua box hoặc mua bất kỳ một tút gì về thì anh em vào trong này anh em xem. Anh em xem ở trong này có cái ví dụ như cái thao tác cơ bản đấy. Anh em hoặc là cái win mình có để trong sẵn này sẵn, anh em không cần dấu dốt. Ví dụ như không biết cái win thì cứ vào trong này mà xem. Anh rồi nói vấn đề chính hy ra. Thì anh em cái win mặc định anh em phải cái win theo cái win 10 nhé. Mình khuyên anh em dùng win 10. Win 11 được nhưng mà win 10 thì nó sẽ dễ dàng hơn cho anh em thao tác. Anh em khởi động. Sau khi anh cầm cái win xong, update xong nhá, anh em vào anh em khởi động Windows đúng cách và anh em khởi động nó sau cuối ấn phím 7. Sau khi đợi khởi động xong thì anh em vào bắt đầu cài tải file thì anh chị em sẽ vào thẳng trang chủ của nó là Hira Tool. Anh em vào mục download shop thì cái bản này là cái bản 5.8 là bản mới nhất, và mình cung cấp cho anh em thêm một cái file nữa, nó là cái file đây, mình cung cấp cho anh em một cái file nữa đây. Nó là cái file này, thì file này là cái file lớn nhất, nó là 4.14 GB. Thì anh em mở ra anh em cài bình thường. Xin lưu ý là anh em khởi động cái đục cài từ driver thì anh em mới làm, còn anh em nếu mà anh em chưa khởi động đúng thì anh em lên xem lại trước khi làm, bởi vì nó đỡ mất công. Đối với những anh em mà làm từ đầu rồi thì mình làm như thế cho nó nhanh, bây giờ mình làm kiểu mất công phí ra. Rồi sau khi anh em cài, anh em cài thì cách cài thì anh em cài như nào, anh em cài cứ setup bình thường thôi. Đây là cái bản cũ, à bản cũ này không có tác dụng gì cả đâu nhé. Anh em tải thẳng từ bản cài từ bản 5.8. Đây anh em có thể vào cái này, cái nào đau được thì anh em đau. Đây về 5.8. Rồi sau khi anh em tải về thì có cái bản setup, thì có password thì anh em nhìn ở đây nhé, password đây Hira Tool nhé. Đây là mặc định cho những cái phần mềm của Hira. Rồi này tùy máy nhanh chậm. Đây là hướng dẫn cho anh em cách cài đơn giản nhất nha, phải nhanh nhất nha. Thì mỗi một lần ví dụ chẳng hạn một thời gian khác nhau thì cái bản cài đặt hoặc là cách làm thì có thể nó sẽ khác nhau. Nhưng về cơ bản thì nó tương đối giống nhau ạ. Em cái này không cần xem nữa. Ồ có lót cài đặt mang định là OC. Anh em vẫn lấy cho nó cài xong. Thì sau khi cài xong, anh em sẽ rảnh lén nguyên cái file nặng nhất là 4.8 GB. File nặng nhất. Thì anh em đây có cái file này. File này là cái file nặng nhất, anh em rảnh lén chép đè vào là xong. Rồi. Còn cài thì anh em chỉ nách thôi, cái này không có gì nhá. Mặc định cái smart card là anh em bắt buộc anh em phải cài nhé. Cái smart card đầu tiên thì nó mới nhận được đồng nê ở trong cái tút. Cái này thì
bắt buộc anh em phải cài, không hỏi lý do tại sao nhé. Sau khi anh cài xong à, thì anh em còn mấy cái PC credit này, anh em cài hết cái những cái này nhá, cài hết cái này. Sau khi cài xong thì cái đấy nó là cái nền tảng cho anh em chạy nha. Giờ anh em giải nén này, thì đây là cái file mà mình đã up lên cho anh em rồi. Anh em nào mua file à, mua ấy thì cứ liên hệ nhá, thì mình sẽ giải nén đây, giải nén thẳng tới ổ C như ra tôi biết chưa. Đây, anh em giải nén thẳng. Sau khi giải nén xong thì anh em bản thân cái file của anh em đã là update rồi, thì anh em sẽ mở lên chạy bình thường. Thì còn cái gì nữa anh em cần cài thì anh em cài ở trong mục driver này, anh em cài cái driver trong này. Đây. Thì nó có mấy cái cơ bản thôi, anh em cài qua com này, Samsung này, hoặc đây mấy cái PC credit này. Thì cái này lúc nào anh em làm liên quan đến cái gì thì anh cảm cài đến cái đấy cũng được. Còn tất nhiên là mình khuyến khích anh em là cài tất nhé. Cái này nó là PC Cre, anh em mặc định anh em nên cài repair này. Chắc thỉnh thoảng máy tính của mình chẳng hạn nó lỗi gì là nó toàn do cái này nhiều, thì anh em cứ repair này cho nó chắc ăn. Mở lên thì màn hình nó sẽ update này. Đây là update database. Cái này anh em cắm cáp LAN vào nha. Và cái này nó sẽ tự động thôi. Đây. Đấy, đây cái update cái database này thì cũng rất nhẹ rồi. Rồi, vậy là xong nhé. Thì nếu mà chẳng hạn anh em là lần đầu tiên mà chưa đăng ký thì nó sẽ có cái mục active này, còn cái này của mình nó active rồi thì không nói. Còn nếu mà chưa active thì anh em vẫn cài xong anh em vẫn active, bởi vì thường thường là cái patch one này thì chưa active nha. Anh đấy anh em kể nó, cái này nó tự động nha. Video này thì mình sẽ công tua cài trực tiếp để cho anh em kể cả mới cũng được, để cho biết. Còn ngoài ra thì đây, anh em trở về cốt của nó thì anh em vào đây là ấn các cốt để chạy nhé. Đây, quay trở lại nó là home này. Còn trường hợp những cái driver thì anh em phải tự cài, cái đấy mình không dẫn bởi vì đơn giản quá thôi, không làm đi làm lại nhiều lần, vì máy tính nào bây giờ cả phải cài driver một lần. Rồi, chúc anh em thành công, nhớ đăng ký kênh nhé, tiện để cập nhật những video mới nhất. Mỗi một thời gian mà nó khác nhau thì mình sẽ cập nhật cái video khác nhau.